Đó, đó, có đó. Đấy, chú Bảy cứ nói gì hoài. Đây con cá lóc. Một con cá lóc bự. Rồi. Rồi, đó. Đó chứ đâu rồi. Rồi. Đó. 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 Ở đâu? Hai con tới này. À, thả xuống luôn. Hai con. Hai con. Vô chậm bơm hết. Vô. Vô chậm bơm rồi. Chắc hôm qua. Dạ rồi sống giả chào cả nhà nhé. Bữa trưa ngày hôm nay mình cùng với chú Bảy, anh Thanh đi kéo lưới dùng tiếp nè cả nhà. Hôm qua là kéo cái đằng đầu kia, chú Bảy cũng đỡ, hôm nay đi quýnh tiếp cái dùng này của anh Thanh luôn. Rồi sáng giờ thì chú Bảy cũng dọn từ lúc sáng sớm tới giờ cũng 11 giờ rồi. Sắp rồi. Cũng sắp xong rồi. Hôm nay là lục bình nó hơi thưa thưa, chú Bảy dọn nhanh hơn ngày thường. Ngày thường thì chú Bảy phải dọn tới 12 giờ mới xong. Rồi bắt nữa tới 1 giờ, 2 giờ. Hôm nay chú Bảy xong sớm. Chú dọn một hình này chừng khoảng 20 phút nữa là bắt đầu bắt đó cả nha. Đó, 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 có đó. Đấy, chú Bảy cứ nói gì hoài. Chú Bảy cứ nói gì hoài. Đây con cá lóc. Một con cá lóc bự. Rồi. Rồi, đó. Đó chứ đâu rồi. 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 Nãy giờ mộ chứ ra đâu. Ra đâu. Đứng này ra được. Đó. 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 Có. Cá à. Khô quá ha, động cái nó rút ha. Rút bạc. Đó. Hai con. Lắm. Ở đâu? Hai con tới này. À, thả xuống luôn. Hai con. Hai con. Vô chậm bơm hết. Vô. Vô chậm bơm rồi. Vô chậm bơm quá. Rút vô mấy cái bầu bơm hết cầm. Cá rùa mè. Ồ. Được rồi. Hai cá rùa mè. Bắt chị em. Con có thấy mà, chị em biết trong. Tu rượu của cái gôn nội ơi. Cá gô ở Đồng Miên. Trứng không, con nào cũng lấy trứng không. Vậy là nó tạt không thôi. Tạt về về cống, vô đó. Cảm ơn. Đây nữa, gô.
Đang nghe tùm lưới vậy. Chúng ta mấy rồi? Chắc hôm qua động nó hôi nước không chú? Dạt đi bớt thôi. Rút vô trong rồi. Chỗ đó bây giờ đậu cá trong đó. Đủ ý rợn gì đựng đó luôn. Ở trong đó hôm đó không đúng đó không với ai đâu. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đi kéo lưới có YouTuber theo mà quay luôn à, còn đổi gì nữa. Đây đây gần mấy con này coi. Đó là mấy nâu tông không hoài đây. Đi ơi. Không biết nằm đâu luôn nữa. Đây nè. Đó. Con này nè. Con này nè. Cái nhảy, con có râu. WhatsApp ở chú mới vô cái 2 tí để đây nha. Ngồi cũng có dừa. Đó, cái lốc là con ơi. Trời ơi, đủ ông dục cái phao ra, đông cớ ông lần không bao giờ được, làm hợp số của tôi đó. Ông vũ lớn không luôn. Giữa vũ con liệt á. Vũ không luôn á. Rồi rồi, kiếm cái đường ra của nó, không luôn á, nó dính cây á. Có rồi. Con nào chung đây không? Nãy nghe bạch bạch á, không biết ở đâu. Nó có chặt không? Sặc không? Đó, có rồi, có rồi. Sặc không? Còn muộn, hay thì chứ. Wow, wow quá trời lâu nay. Dạ, cá. Thấy hết mấy cái nãy đây tao mất cái gì hả? Xích lên đi. Đó. Để nó hai con luôn đó. Đó không có để nghỉ nữa đi. Nhỏ. Giờ cá còn gọn con lớn cái đó mà hỏi đâu người ta. Nhỏ. Cái nào đó. Nãy có con cứ vô đâu vậy? Con cá rô bự cái này. Thôi từ có lóc nhảy. Đấy, cái lóc luôn kìa. Bây giờ có cái lóc nhảy. Cái lóc luôn kìa. Phải không ta? Thế nên vô luôn á. Đó. Vô. Cá lóc. Cá râu. 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 Bài cá râu. Bắt cá râu không? Đó. Râu. Này bắt cá râu không? Bắt mấy con ổn quá. Qua được tiếng cá râu. Cá lóc. Được một tiếng cá râu. Mới cái sạc đi chịu chịu nấu canh chua không ăn. Không ừ, được nó bỏ đủ anh. Cái gì được tôi cũng không bắt. Cái sạc bự không á chứ nhỏ đâu. Chứ không phải dễ kiếm đâu. Trời ơi. Bây giờ mà đi văn lưới mà kiếm có luôn mới lạ. Ừ. Có nhiều cái gì dữ hả? Có nhiều lưới mẹ hết rồi còn đâu. Nè. Cái lốc còn hơn cái lốc. Cái lốc nhỏ nhỏ còn hơn. Quá trời. Hãy
Rồi. Rồi cô về. Rồi. Bỏ cái cứng tay luôn, bỏ cái lóc, hai ba con hết chút. Cái này là kho giữ mấy miếng thịt ba gọi ha. Hôm qua cạo cái nồi muốn lủng cái nồi luôn mà. Cạo khọt. Thiếu con ăn sao? Dạ. Hai con đây một chút. Tôi chỉ ngủ đi. Đó. Lóc bà con ơi. Đây. Giục mè. Quá ba người là tắm nước còn nguồn chảy đó. Tôi còn dũng lưới nữa thấy ra. Về làm gì có số cá lóc. Hết con gì nhảy lên. Hết. Hết hả? Hết bà con ơi. Hết hồn hết. Chú. Hết là bà con ơi. Hết hết bà luôn trời. Hết cái. Cuộc cái dây á. Bỏ túi đó đụng một hồi nó chở đầu lại nó nhảy sao? Có gì hả? Hết bự thiệt. Làm sao ngồi đụng một dây không cộng rồi cái ổn quá đi. Rồi tao nội nha. Ớt đó, thằng cháu nội ăn là mệt nghỉ luôn. Được hai con ha. Hai con thật ngon. Không có cháu nội rồi hả? Không hả? Chắc là tôi bốn xui rồi. Con rô. Con hổng từ nào cũng chưa có vợ. Bốn xui rồi. Hết cá lóc rồi chắc. Còn mấy con chỉ nhảy đẳng mấy con vậy? Quá trời nó ngon à. Nghe chân cái tay chú có con nữa. Ừ, con hả? Rô. Ồ, đá mấy cái gô nhiều ghê ta. Hàng chi quá trời cào cào luôn mà. Ở đây nó ăn cái gô ăn cào cào. Bởi vậy, cái gô nhiều có lóc ít được. Cái ăn nó dư mập. Có con gọi. Đây, đúng rồi. Tính ra cá ít nhưng mà vẫn còn ngon hơn là bên T1. Ít so với bên đây thôi. Tấu luôn rồi để nó thấp bên đây thì nó ngon hơn bên T1. Vô. Thắt sò với bên đây hay chứ vẫn còn ngon hơn. Vẫn còn ngon. Ừ. Bển dọn đồ ba cỏ với bà chứ tốt lành gì. Dạ. Nói về chứ 3 ký rồi. Ừ. Không ít đâu. Còn bà con không? Nếu mà cái này á không động á là kéo rất là ngon. Mà tại nó động á. Này mà để từng sau 10 ngày sau kéo rồi giống như bữa trước vậy.
dễ để lâu được, để lâu mấy hôm kia nó cũng kéo à. Dạ. Cũng phải tranh thủ vào hả anh? Chúng bữa hổm không bán, ổng hổm bán vàng lưới về cho mấy ông này ở đây nè. Vàng lưới ở kia. Dỡ lên co còn nào ông Thanh chứ còn được xuống không Thanh? Rồi thua. Tổng thu nhập. Thua. Đây chứ nói chung cũng ngon. Ngon không bể. Cái ngon không em? Lấy bọc đi bắt. Dạ. Mấy con bự này là. Lấy bọc đi. Thôi. Được được. Năm con bự này giang. Giang đi. Năm con bự nè. Kiếm bọc đi năm sáu con. Nè. Đây nữa nè. Bọc cái khác. Cái ly cũng được anh Hoàng. Bọc cơm nữa. Cái bọc bù dám đựng đá đâu ta? Nè. Đây ta. Lấy cái lon bỏ bỏ ra. Gia liền không? Dạ gia liền. Gia liền được rồi để cho bán ngọt. Để bán. Về làm luôn đi. Mấy nay tôi quýnh được đó, lấy mấy cái gù đó. Đó rượu má. Trời ơi. Rồi để ngọn vô đi thực phẩm lại. Cái này là ngọt cho mình ăn. Cái này là chú Bảy cho thấy đi theo cũng cực khổ. Mấy chú bắt đại cái rồi cho con hết đi thôi tính thôi thôi được rồi được thôi này có này có kia thôi được rồi con để kiếm cho con con nữa kìa nè ăn hay nuôi thôi dạ ăn cái để. Này là đúng cái lứa xích chuồng này. Một con rồi ok. Quá là tuyệt vời gì đó gì cũng ký á tôi thấy gì? Tôi thấy trên mạng nó phát can đi gan gì đâu phát nằm giống luôn đảm đảm không không đây mà 3 ký gì cũng phụ má 5 ký 3 ký mấy thấy mấy ông trên mạng mấy ông đi cái lưới mà cái đồ ông bán cái lưới gì luôn nè phát cái ca đi ra gì luôn 108 mà không biết cái bạn đó hình như của chú nữa gì á nhiều người phát nằm giống như anh vậy còn nhiều người cũng tính các tính gì đó có cá nhiều dễ chở hơn nó không có hôm nay khách là bà con ơi khách là cả nhà ơi tại mà bữa gì bữa khác mà đâu bữa nào không bữa nào đâu không tại vì hôm qua ngày hôm qua cái mẻ đó nó giáp với mẻ này nè nó hôi nó giòn lên trên ngày hôm qua kiếm cái một con bé lớn vậy là cực hôm qua cá bé lớn không có luôn bên tôi cá bé lớn cũng không có luôn hôm qua cỡ đó cho lên mình ta lướt lên thành hôm qua cá ngon ngon không thấy gọi gọi không rồi cũng còn hết cái dây này nhá không còn giật còn không giật giật quá bây giờ có bầm hết cậu cái cậu cái hông nó làm gì trời ơi tao cột hoài cũng bầm đâu tao cột cái hông đuôi không có bầm cái đuôi bầm đuôi tao có giật chi vậy là ông cột cách sao rồi đó giật chi rồi có giật có giật đặc biệt nhất là con ếch nè ếch thì cũng khoảng có 300 gram không chú ở đó con ếch nè 3 lạng á trên 3 lạng luôn ếch thủi thần ếch ếch này mà trời mưa rồi ếch đồng đàng hoàng nha chú ếch nuôi nha nhìn cái bông đồng ếch đồng đàng hoàng đó ếch đồng nó có bông nè một con ếch nuôi cái bông nó chắn nhất à ếch này cái nè ếch cái nguyên bụng trứng rồi vọt 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 ếch này trời mưa mà nó lên là bóp 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 một cục thịt luôn cái đùi nó là dai hơn thịt gà đó đây thì đồ ăn nó đủ thấy nó mập cầu cào quá không ăn hết không ăn hết nhưng mà về cho cháu nội nấu cháo cho cháu nội ăn dạ với cháu hoài
tôi ếch tôi ăn. Tôi mấy con ếch về tôi nấu chua hả gì cho cháu ngoại tôi dứt hai cái đùi không rồi. Không dạ. Video đời sống đơn giản đến đây kết thúc rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của đời sống đơn giản. Mến chào và hẹn lại video sau nha.